lại nữa kiều thi ca nếu đại bồ tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí dùng vô sở đắc làm phương tiện tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tu hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc tu hành tám giải thoát chín định thứ đệ tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành tất cả hành đại bồ tát, tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, kiểu thi ca, đây gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa của đại bồ tát. Hết quyển thứ 498.